Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hasuko USA. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm về chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn cho K1 Visa đi Mỹ như thế nào. Hiện nay thì mình có đi Mỹ rồi. Thì trước đây trong quá trình làm hồ sơ thì mình cũng là cái người tự chuẩn bị. Cũng có thể là mình có một cái lợi thế là bản thân mình cũng học luật ở Việt Nam, cho nên là mình cũng đã tự làm hồ sơ. Và sau khi các bạn nhận được cái thư mời của viên lãnh sự quán tại Việt Nam đã gửi về cho các bạn, thì xin chúc mừng các bạn. Vậy thì sau bao nhiêu tháng chờ đợi, cuối cùng các bạn đã nhận được cái thư mời để mà chúng ta làm những cái bước tiếp theo cho cái buổi phỏng vấn của chúng ta. Và các bạn ơi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Mình biết là có một số bạn cũng có luật sư hỗ trợ. Vậy thì chúc mừng các bạn, tại vì đã luật sư đã lo hết cho các bạn. Nhưng cũng có một số bạn tự làm hồ sơ. Và mình thấy rằng cái việc tự làm hồ sơ nó cũng rất là dễ dàng, chứ nó cũng không có cái gì là quá khó. Hasuko làm được thì các bạn cũng làm được. Cho nên là các bạn hãy cứ mạnh dạn tự làm hồ sơ nhé. Nào, bây giờ đầu tiên sau khi chúng ta nhận được cái thư mời của viên lãnh sự quán thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Thì các bạn, sau khi các bạn nhận được cái thư mời đấy, các bạn hãy vào cái trang web của viên của lãnh sự quán tại Việt Nam mà người ta có ghi vào trong cái thư mời của các bạn ấy. Các bạn hãy tải cái K-Instruction về máy của các bạn để các bạn đọc. Và trong này người ta hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn. K-Instruction nó có cả tiếng Anh và cả tiếng Việt, cho nên là những bạn nào mà không giỏi tiếng Anh, các bạn đọc phần tiếng Việt nó chỉ rất là kỹ, thì để cho chúng ta chuẩn bị hồ sơ. Cho nên cái việc này mà nó đã chỉ kỹ, rất là kỹ bằng tiếng Việt mà chúng ta thuê luật sư thì nó rất là phí, đúng không các bạn? Thì bây giờ đầu tiên là khi chúng ta tải được cái K-Instruction này về rồi, thì cái việc chúng ta bắt đầu là điền đơn DS-160 trên mạng. Nếu các bạn nào giỏi tiếng Anh, các bạn có thể tự điền, hoặc là các bạn tham khảo trên YouTube, người ta chia sẻ rất là nhiều thông tin hướng dẫn các bạn điền form. Nhưng nếu các bạn không tự tin thì mình cũng có thể giới thiệu cho các bạn một cái chỗ này mà mình cũng đã từng giúp mình điền đơn D-160 rất là tốt. Tại vì cái chị này chỉ có kinh nghiệm làm về visa, về máy bay, thì như thế này chị lấy một cái phí rất là hạt rẻ, khoảng từ 200 đến 300 nghìn. Thì mình thấy cái phí này nó quá là hạt rẻ, tại vì nếu mà tiếng Anh chúng ta không tự tin thì hãy nhờ chị hỗ trợ. Chị là chị Xuân, số điện thoại là 0907870638. Địa chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hạnh Nhân, cái này là phòng vé máy bay, 392 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị điền đơn DS-160 với một cái phí rất là hạt rẻ, là từ 200 đến 300 nghìn thôi. Thì các bạn nào cần thông tin thì các bạn có thể lấy cái thông tin mình vừa chia sẻ. Rồi sau khi điền đơn DS-160 trên mạng xong, thì thực ra là bước tiếp theo là chúng ta phải đặt lịch hẹn. Đặt lịch hẹn thì các bạn ơi, cái đặc biệt đặt lịch hẹn này á là chị Xuân này chị cũng hỗ trợ cho mình luôn. Thì cái việc mà chị điền đơn DS-160 này, đặt lịch hẹn trên mạng này, rồi đặt lịch hẹn khám sức khỏe này, thì chị lấy một cái phí với mình rất là hạt rẻ, 500k. Cho nên mình thấy 500k mà rõ ràng là ba cái việc này là cái việc mà nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm chúng ta sẽ lúng túng, thì rất là hạt rẻ, đúng không? Thì bây giờ trở lại cái việc mà đặt lịch hẹn trên mạng. Thì cái này là sau khi mà chúng ta đã điền đơn DS-160 thành công rồi, chúng ta đi cái bước tiếp theo là đặt lịch hẹn trên mạng. Thì khi mà chúng ta đặt lịch hẹn thì có rất là nhiều ngày chúng ta chọn. Thì các bạn cứ mạnh dạn chọn cái ngày nào phù hợp. Trước đây khi mình đặt lịch hẹn thì mình cũng xem tử vi rồi xem ngày tài le hộc me. Nhưng mà các bạn ạ, cái đấy thực ra nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Các bạn cứ chọn cái ngày nào mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Có thể là buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều. Nói chung là các bạn cứ thoải mái lựa chọn, chứ cũng không cần phải chọn ngày đâu. Và khi đặt lịch hẹn thì các bạn nên nhớ là chúng ta còn rất là nhiều cái hồ sơ cần chuẩn bị, như là chúng ta phải đi khám sức khỏe này, rồi chúng ta làm giấy tư lý lịch tư pháp này. Cho nên là các bạn đặt làm sao mà áng chừng là chúng ta hoàn thành những cái hồ sơ đấy. Cho nên theo mình là chúng ta cứ đặt làm sao mà trong vòng một tháng, nghĩa là sau một tháng, để chúng ta có một tháng chúng ta chuẩn bị hồ sơ cho nó chu đáo. Cho nên là cái này các bạn cứ cân nhắc. Mặc dù chúng ta đặt lịch hẹn rồi, chúng ta có thể đổi lại không sao, nhưng mà mình thấy như vậy nó rất là mất công. Rồi sau khi đặt lịch hẹn xong thì chúng ta chuyển sang là khám sức khỏe và chích ngừa tại Việt Nam. Thì các bạn ơi, mình cũng đã từng khám sức khỏe và chích ngừa tại Việt Nam luôn. Riêng cái phần chích ngừa mình vẫn chọn
ở Việt Nam luôn, tại vì khi các bạn sang bên này, các bạn đi đi theo diện K1 visa là các bạn phải làm hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ luôn. Mà cái hồ sơ này nó có cần cái khám sức khỏe. Mà nếu mà chúng ta mới sang Mỹ, chúng ta chưa có rành nữa và chúng ta còn phụ thuộc vào cái người chồng của chúng ta thì thôi chúng ta cứ khám sức khỏe tại Việt Nam cho nó chắc ăn. Thì tại Việt Nam thì khám thì khi mà chúng ta đến cái chỗ khám sức khỏe đó thì bao giờ cũng vậy, nó có một cái thông những cái thông tin về về đăng ký chích ngừa, thì các bạn cứ gọi điện thoại rồi các bạn đặt lịch hẹn. Thì cái chỗ chích ngừa này nó cũng là khá đông nha các bạn, tại tại Việt Nam của chúng ta là nó ở cái trên đường Nguyễn Văn Chỗi đây, Trung tâm Kiểm dịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, 40 Nguyễn Văn Chỗi, quận Phú Nhuận. Ở ở Hà Nội thì là 55 Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội. Thì cái này thì mỗi lần đi đi chích ngừa thì cũng mất khoảng từ 1 đến 2 tiếng, cho nên các bạn cứ lưu ý. Rồi, thêm vào nữa là cái chỗ mà khám sức khỏe thì khám sức khỏe nó có hai địa chỉ. Một là tổ chức di cư quốc tế ION. Thứ hai là bệnh viện Chợ Rẫy, khoa khám xuất cảnh. Nhưng mà theo mình á thì mình vẫn chọn cái tổ chức di cư quốc tế. Đây, tổ chức di cư quốc tế số 1 B Phạm Ngọc Thạch. Tại vì như thế này, mình thấy cái chỗ này á nó làm rất là chuyên nghiệp và nó không có đông. Không có đông là tại vì nếu như các bạn đến bệnh viện Chợ Rẫy chắc chắn là rất là đông. Những cái trường hợp mà các bạn đến bệnh viện Chợ Rẫy là những trường hợp mà nam ấy, mà họ sợ bị những cái gọi là bị những cái gọi là gì, bị về phổi, hút thuốc nhiều thế này kia thì phải đi thử đàm, thì may ra là các bạn đến thẳng bệnh viện Chợ Rẫy thôi. Chứ còn phụ nữ của chúng ta là phổi của chúng ta rất là khỏe vì chúng ta đâu có hút thuốc lá, mà chúng ta đến Chợ Rẫy thì rất là đông. Mà chỗ này thì các bạn ơi, các bạn cứ đặt lịch hẹn trước, đặt lịch hẹn trước nha, rồi các bạn đến trước khoảng 30 phút, các bạn điền form rồi các bạn vào, các bạn đợi đợi khám theo thứ tự rất là nhanh gọn, chỉ trong một buổi sáng là xong. Trường hợp mà chúng ta có khám sức khỏe tại Việt Nam thì người ta yêu cầu chúng ta có cái phiếu khám sức khỏe rồi người ta mới trả hồ sơ cho các bạn. Thì cái này nó mình thấy nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó cả. Và khi các bạn được 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 bên chỗ chỗ tổ chức di cư quốc tế đã trả cái kết quả khám sức khỏe cho các bạn, thì các bạn lưu ý cho mình một điểm này là đây là hồ sơ dán kín, chỉ có viên lãnh sự quán phỏng vấn ở Việt Nam mới được mở ra. Cho nên các bạn khi các bạn nhận hồ sơ đem về, các bạn phải lưu ý các bạn cất những cái chỗ nào mà kín đáo, không có trẻ em nó nghịch vào hoặc là người trong nhà người ta không biết người ta mở ra thì nó rất là nguy hại cho các bạn. Tại vì đây là một cái hồ sơ mật, chỉ có viên lãnh sự quán ở Việt Nam là được mở ra thôi, cho nên mọi người phải lưu ý cái điểm này cho mình nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đã có điền đơn D160, chúng ta đặt lịch hẹn trên mạng, rồi chúng ta đã đi khám sức khỏe, rồi chúng ta đã chích ngừa, thì bây giờ tiếp theo là những cái hồ sơ chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn của chúng ta là gì? Thì đây hồ sơ phỏng vấn. Thì khi mà chúng ta hồ sơ phỏng vấn, các bạn lưu ý cho mình những điểm này nhé. Mình sẽ đi từng bước một thứ nhất cho các bạn. Và khi bắt đầu các bạn chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn thì các bạn đồng thời các bạn kiểm tra lại cái passport của các bạn có còn hạn hay không. Nó phải có còn hạn từ 6 đến 8 tháng tính từ lúc mà các bạn đặt lịch hẹn phỏng vấn. Tránh trường hợp mà chúng ta rất là nhiều việc chúng ta không để ý, rồi tới khi mà cái passport của các bạn nó hết hạn thì nó rất là phiền. Mặc dù ở Việt Nam các bạn có thể bỏ ra 3 triệu các bạn có thể làm, các bạn lấy nhanh được, nhưng mà nó rất là phiền phức. Cho nên các bạn phải lưu ý cho mình cái passport của các bạn còn hạn 6 tháng đến 8 tháng từ cái lúc mà các bạn đặt lời hẹn phỏng vấn cho mình nhé. Rồi, khi mà đi đi phỏng vấn thì những cái giấy tờ các bạn nên nhớ cho mình là thứ nhất là giấy xác nhận cuộc hẹn. Là tại vì khi các bạn điền đơn D160 là các bạn sẽ có một cái giấy xác nhận cuộc hẹn. Và thứ hai là cái lệ phí đóng, lệ phí phỏng vấn. Thì cái lệ phí này thường là mình cũng cũng đưa tiền cho cái chị Xuân, cái chị hỗ trợ cho mình luôn, cho nên là mình chỉ mất mỗi cái 500.000 tiền tiền phí chị làm giúp cho mình thôi, còn cho những cái việc khác chị làm cho mình hết. Trang tiếp theo là trang xác nhận của mẫu đơn DS160. Tiếp theo là hình xin thị thực. Cái hình này á, thì các bạn nên nhớ là các bạn đằng sau hình các bạn phải ghi ghi tên ngày tháng năm phía sau mỗi tấm hình, và phải đúng theo cái quy cách là hình hình visa. Thì các bạn ra tiệm chụp hình các bạn nói là người ta sẽ biết cắt cái kích cỡ của nó là 5 in nhân 5 in, và nó là nền nền trắng nha các bạn. Cho nên cái này các bạn phải lưu ý, và các bạn đi ra ngoài tiệm là các bạn nói là người ta sẽ biết. Rồi chứng minh nhân dân bản chính và bản sao, hộ chiếu bản chính và bản sao.
Hộ chiếu phải có hiệu lực ít nhất 8 tháng kể từ ngày cấp thị thực. Cho nên các bạn lưu ý nhé, 8 tháng cho mình nhé, chứ không phải là 6 tháng như nãy mình đã nói. Hộ khẩu, bản chính và bản sao. Giấy khai sinh, bản chính và bản sao giấy khai sinh của bạn và người bảo lãnh cho các bạn. Cái này các bạn lưu ý là ông xã gửi cái bản sao giấy khai sinh của ông xã về cho các bạn nhé. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thì các bạn ơi, những bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúc mừng các bạn, tại vì các bạn dễ lắm, các bạn đến phường xã các bạn xác nhận cái tình trạng hôn nhân của các bạn thì nó rất là dễ. Nhưng còn đối với những người mà hộ khẩu ở quê, có nghĩa là hộ khẩu ở đâu thì các bạn về đó xác nhận tình trạng hôn nhân cho mình. Và những trường hợp nào mà đã có ly hôn trước đó, ly hôn 10 lần, 3 lần cũng phải photo các cái quyết định ly hôn đấy cho mình nhé. Tại vì cái việc mà các bạn đã từng kết hôn mà các bạn không chứng minh được, không đưa ra được những cái bằng chứng là về ly hôn trước đó, là người ta sẽ bác hồ sơ của các bạn. Mà các bạn cũng biết rằng là bây giờ mà hồ sơ của chúng ta mà thiếu chứng cứ là họ không cho chúng ta bổ sung, mà họ bác hồ sơ của chúng ta luôn. Cho nên đấy là cái luật di chứng mới nó thay đổi gần đây, cho nên là các bạn phải nhớ điều đấy cho mình. Vì mình cũng đã từng chia sẻ cái kinh nghiệm phỏng vấn mà nhận giấy xanh của mình là mình đã thiếu cái hồ sơ ly hôn của ông xã mình. Cho nên mọi người nhớ điểm này cho mình nhé. Các bạn đã từng ly hôn thì các bạn cũng phải có cái bản án ly hôn đó. Rồi, tiếp theo là cái bản chính phiếu ly lịch tư pháp số 2. Thì các bạn nên nhớ là số 2 nhé, phiếu ly lịch tư pháp số 2. Và hộ khẩu các bạn ở đâu thì các bạn cũng về sở tư pháp tỉnh của các bạn nơi đăng ký hộ khẩu để các bạn làm. Các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn ra sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, còn các bạn ở quê thì các bạn về cái nơi sở tư pháp tỉnh của các bạn. Như mình là ở Lâm Hà, Lâm Đồng thì mình về sở tư pháp Lâm Đồng ở Đà Lạt. Nhưng mà như thế này, cái việc mà mình làm cái này thì mình cũng nhờ người quen. Thì cái này những bạn nào mà có người quen ở quê thì cứ nhờ người ta làm cho cái giấy xác nhận tình trạng độc thân này. Còn phiếu lưu lịch tư pháp số 2 thì các bạn lấy form mẫu rồi các bạn điền rồi các bạn ký tên rồi các bạn nhờ người quen, mà chỉ cần bonus cho người ta một ít tiền là các bạn vẫn có thể nhờ được. Tại vì tránh trường hợp chúng ta đi lại quá nhiều. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình. Mình ngồi một chỗ mà mình nhờ không à. Xác nhận tình trạng độc thân mình cũng nhờ một cái người ở xã làm cho mình. Rồi cái phiếu lịch tư pháp số 2 thì hồi xưa mình học ở Đà Lạt thì cũng có một cô bạn của làng ở sở lịch tư pháp số 2. Thế là cô cũng hỗ trợ mình làm cho mình cái phiếu lịch tư pháp số 2. Cái thời gian mà lấy cái này, lấy cái phiếu lịch tư pháp số 2 là sau 10 ngày. Cho nên các anh chị em lưu ý để chúng ta đặt lịch hẹn cho nó chuẩn. Và mình giải thích thêm chứ này, phiếu lịch tư pháp thứ hai nó khác số 1 nha các bạn. Các bạn hay nghe quen là phiếu lý lịch tư pháp số 1 đúng không? Không, số 1 là nó chỉ thể hiện những cái án tích mà chúng ta đang còn tồn tại, còn những cái mà đã xóa án tích rồi nó không thể hiện. Nhưng riêng cái lịch tư pháp số 2 là nếu mà chúng ta có án tích trước đó, là mặc dù đã xóa án tích rồi nhưng mà nó vẫn thể hiện, nó chỉ là khác nhau như vậy. Cho nên các bạn nhớ cho mình nhé, phiếu lý lịch tư pháp số 2 và nhờ ai được thì nhờ làm, tránh trường hợp chúng ta phải về trực tiếp. Đó, cái gì cần về thì chúng ta mới về. Rồi, đối với một số bạn nào mà đã từng làm việc ở nước ngoài trên 6 tháng thì cũng phải cung cấp cái phiếu lịch tư pháp nước ngoài. Thì cái này là nếu những trường hợp nào mà đã từng làm ở nước ngoài thì các bạn lưu ý cái điểm này cho mình nhé. Rồi, cái kết quả kiểm tra sức khỏe thì mình cũng đã nhắc lúc nãy là chúng ta không có được là không được mở phong bì. Thì cái đấy các bạn phải cất cẩn thận. Hồ sơ bảo trợ tài chính. Thì cái này các bạn nói ông xã gửi cho các bạn những cái hồ sơ bảo trợ tài chính, thì các bạn nói như vậy là ông xã để biết rồi. Nó là cái mẫu I-134 và cái khai thuế W-2. Đó, thì những cái này là các bạn chỉ cần nói hồ sơ bảo trợ tài chính là chắc chắn là ông xã của các bạn biết. Rồi, cái tiếp theo là bằng chứng về mối quan hệ. Thì các bạn biết rằng đây là cái quan trọng nhất. Tại vì các bạn là đi theo cái diện hôn thê là các bạn chưa có đăng ký kết hôn với nhau, cho nên nó chưa là một mối quan hệ thực sự trên mặt pháp lý. Cho nên cái chứng cứ người ta sẽ kiểm tra rất là kỹ. Về cái chứng cứ thì mình đã làm một cái video về cách chuẩn bị chứng cứ. Chứng cứ của mình làm rất là pro nha các bạn, cho nên các bạn có thể xem cái video mà mình cũng dẫn đường link ở trong cái phần mô tả của video này về cái cách chuẩn bị chứng cứ. Như các bạn thấy cái hình ảnh của mình đúng không? Mình phân ra làm 6 mục như vậy. Nó rất là, như các bạn thấy không, những mục như vậy nó đều có những cái phân trang, chẳng như là phân trang này
Phân trang này là những cái hình ảnh sau khi đính hôn. Còn vô đầu cái là các bạn sẽ thấy những cái đây là hình ảnh đính hôn. Mỗi một cái đề mục nó đều có những cái phân trang để cho người ta xem. Đây là cái thiệp mời đính hôn của mình. Còn đây là hình đính hôn của mình. Người ta xem hình ảnh rất là kỹ, nhưng vì mình sắp xếp theo rất là logic cho nên là người ta hỏi mình rất là ít các bạn. Cho nên các bạn có thể tham khảo cách chuẩn bị chứng cứ của mình. Tại vì cách chuẩn bị chứng cứ đối với hồ sơ K-1 visa rất là quan trọng. Cả kết hôn nó cũng quan trọng. Nhưng vì kết hôn là người ta đã đăng ký kết hôn với nhau rồi, cho nên nó là một cái mối quan hệ pháp lý rồi. Còn chúng ta là một mối quan hệ chưa có ràng buộc về mặt pháp lý, cho nên là người ta sẽ xem xét chứng cứ rất là kỹ. Cho nên là các bạn xem thêm cái hướng dẫn chứng cứ của mình nhé. Còn đây là cái nội dung chat Viber của mình. Thì mình sâu sơ cho qua các bạn xem. Thì đây, cái chat Viber này của mình in màu ra các bạn. Và mỗi một shop này của mình ấy là mình có ghi chú là tháng nào ở đây. Và đây các bạn thấy không? Một tháng của mình trò chuyện như thế này. Thì thực ra mình không phải là mình in hết, nhưng mình in làm sao mà cho họ thấy rằng là cái cuộc nói chuyện của chúng ta nó xuyên suốt và khi họ nhìn vào đây họ nhìn thấy là chúng ta nói chuyện và họ xem cái này của mình rất là kỹ, họ xem tới 5 phút luôn nha các bạn. Cho nên cái việc chuẩn bị chứng cứ đối với chúng ta rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta đi phỏng vấn thì các bạn nên sắp xếp làm sao mà cái có nghĩa là như thế này, chúng ta để 3 bì hồ sơ, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bỏ vào cái bì A4 là được rồi. Chẳng như cái bì A4 như thế này, chúng ta ghi chữ ở phía ngoài và tất cả các hồ sơ của các bạn, những hồ sơ nào mà về có tiếng Việt thì các bạn phải sao y công chứng dịch thuật ra cho mình, cung ứng sao y công chứng dịch thuật. Và đây là cái địa chỉ sao y công chứng dịch thuật của mình ở Gò Vấp, mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn nếu như các bạn nào cần, tại vì mình thấy cái anh chị này làm cũng rất là uy tín. Địa chỉ là 576 trên 1 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Số điện thoại là 0907616850. Thì có nghĩa là những cái giấy tờ nào mà có tiếng Việt là các bạn phải sao y công chứng dịch thuật ra tiếng Anh. Mà các bạn cũng nên làm nhiều lên một chút, chẳng như các bạn làm 3 hoặc là 4 bản. Như phiếu lưu lịch xuất phát thứ hai là cần cho cái hồ sơ xin thẻ xanh, cho nên các bạn cứ làm 3 bản cho mình. Tại vì họ cũng cấp cho các bạn 3 bản mà. Thì một bản các bạn nộp, rồi một bản các bạn sang bên này các bạn nộp, rồi các bạn cứ sơ cua một bản. Rồi cho nên là những cái này các bạn phải lưu ý cho mình. Những cái mà các bạn phải sao y công chứng dịch thuật thì đây có những cái như các bạn phải làm này. Hộ chiếu thì không cần, như là chứng minh nhân dân này, giấy hộ khẩu, giấy khai sinh này, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này, phiếu lưu lịch xuất phát thứ hai này, phiếu lưu lịch tư pháp nước ngoài nếu có này, bằng chứng đó là những cái mà các bạn phải sao y dịch thuật ra. Đó thì đó là các bạn phải lưu ý. Thì riêng cái phần là chứng cứ thì các bạn xem cái video mình đã nói rõ hơn, tại vì cái chứng cứ người ta xem rất là quan trọng. Thì đây là một cái thông tin người ta hướng dẫn ở cái K instruction, nó có hướng dẫn tiếng Việt rất là kỹ, cho nên nếu như mà các bạn mà nhờ luật sư thì mình cảm thấy rất là phí, tại vì luật sư nó có thể chém các bạn rất là đắt. Thì các bạn chỉ cần nhờ chị Xuân hỗ trợ cho các bạn điền đơn DS-160, rồi đặt lịch hẹn, rồi đặt lịch khám phòng, đặt đi khám sức khỏe, rồi chích ngừa các bạn tự đặt, thì các bạn thấy là nó có mức có 500k. Thì có thể là bây giờ chị có thể lấy tăng lên quá lắm, nó chỉ có 100-200 là cùng, theo mình là như thế. Thì mình thấy những bạn nào mà đã có kinh, có một cái chút một kỹ năng về hành chính thì cứ mạnh dạn tự làm hồ sơ của mình. Thì mình thấy là cái quan trọng là chúng ta đang kể chuyện cho cái viên lãnh sự quán nghe cái cuộc tình của các bạn là một câu chuyện thật sự. Cho nên cứ về cái chứng cứ, các bạn cứ mạnh dạn sâu những cái gì mà là có thật của các bạn, và các bạn tham khảo thêm cái kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ về phỏng vấn trong cái buổi phỏng vấn K-1 visa này. Mình là trường hợp nhận giấy thẻ xanh, giấy xanh nha các bạn. Thì hy vọng những cái chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn cái việc chuẩn bị hồ sơ của các bạn tốt này, rồi các bạn chuẩn bị chứng cứ các bạn tốt này, rồi mình cũng đã sâu cho các bạn xem cái buổi phỏng vấn của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ có một cái buổi phỏng vấn thành công, cái việc chuẩn bị hồ sơ của các bạn nó cũng được chỉn chu và nó cũng không bị thiếu. Và khi mà chúng ta đi phỏng vấn thì chúng ta nên sắp xếp sao cho nó logic. Bản chính chúng ta để riêng một file, bản sao y công chứng dịch thuật chúng ta để riêng một file, chứng cứ chúng ta đóng một tập như thế này là các bạn rồi là các bạn đã thấy là các bạn gọn gàng chỉn chu rồi đúng không, sắp xếp logic rồi. Và tất cả những cái hồ sơ của các bạn ấy, hồ sơ sao y dịch thuật, thì các bạn làm ơn các bạn ghi cái số case number
của các bạn vào trong đó, các bạn ghi bằng bút chì, các bạn ghi hết vào trong những cái hồ sơ mà các bạn là cái phần sau y dịch thuật đó nha. Thì các bạn nhớ cho mình điểm này, cái khép number là khi các bạn nhận được cái thư mời của viên lãnh sự quán tại Việt Nam gửi về cho các bạn là luôn luôn nó có cái khép number này. Đây cái khép number ở phía cuối này nha các bạn. Đó, thì đó là những cái mình chia sẻ từ cái kinh nghiệm của mình, và mình thấy cái việc chuẩn bị hồ sơ của mình rất là tốt. Chẳng qua mình bị vướng một cái là cái hồ sơ ly hôn thì mình không có chuẩn bị, cho nên là nó đã nhận giấy xanh. Nhưng mà các bạn phải lưu ý cho mình nhá, là bắt đầu từ năm 2019 này là sở di trú người ta đã yêu cầu là những trường hợp mà bị thiếu chứng cứ là người ta bác hồ sơ của các bạn, chứ người ta không cho bổ sung. Cho nên cái việc chúng ta chuẩn bị giấy tờ, chúng ta bị chuẩn bị chứng cứ, các bạn cực kỳ cẩn trọng cho mình. Thì ngày hôm nay đó là một cái vài lời chia sẻ của mình. Trước đây mình cũng đã từng làm một cái video này rồi, nhưng mà hồi đó mình không biết, thì mình đã làm ông xã trêu mình no, see. Ông xã trêu mình thì trước đây á là sorry các bạn, ông xã chọc mình. Thì trước đây mình đã làm nhưng mình lại có cài nhạc vào, cho nên là thành ra là bên YouTube người ta nói là mình có vi phạm bản quyền, cho nên cuối cùng mình ngày hôm nay mình rảnh thì mình đã ngồi lại mình chia sẻ lại, chứ còn để lâu quá là có thể là mình cũng sẽ quên. Thì các bạn nên nhớ là tải cái ca instruction về cho mình nhé. Thì một lần nữa mình chúc các bạn có kết quả phỏng vấn tốt đẹp và mau đoàn tụ với người thương của các bạn. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, và các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko Zirei của mình nhé. Và cái chuyện đi khám sức khỏe nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta là phụ nữ, người ta chỉ khám chúng ta là thử máu rồi khám phổi, rồi có một cái đoạn là chúng ta cũng phải lột đồ hết cho người ta xem chúng ta có hình xăm gì không. Thì cái đấy thì là người nữ khám, cho nên là mọi người cũng an tâm, đừng có lo lắng quá. Chúng ta làm mối quan hệ thực sự rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ với người thương của chúng ta thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.